tạp chí thể thao. Trận đại dịch COVID-19 kéo dài gần cả năm nay đã làm thay đổi toàn bộ hoạt động và diện mạo của thể thao trên khắp thế giới, trong đó đặc biệt có môn bóng đá, một môn thể thao đại chúng nhất nằm trong vùng ảnh hưởng nặng nề hơn cả. Các trận đấu kín trong các sân vận động không khán giả đang trở nên phổ biến. Vắng bóng các cổ động viên trên sân vận động các trận cầu, dù chất lượng chuyên môn hay tính cạnh tranh cao đến đâu vẫn dường như không hoàn hảo. Thương hiệu của các câu lạc bộ cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề. Trong công chúng hâm mộ môn thể thao vua có những cổ động viên, một thành phần khán giả đặc biệt xuất hiện với sự phát triển bóng đá chuyên nghiệp từ những năm 1950 hay 1980 tùy theo từng khu vực, từng nước. Khi môn thể thao vua trở thành một ngành kinh tế hái ra tiền thì cổ động viên lại trở thành một bộ phận không thể thiếu trong bóng đá hiện đại, một mối dây liên hệ của họ với các câu lạc bộ không chỉ là tình cảm mà còn cả về lợi ích kinh tế. Trong lúc dịch COVID vẫn đang hoành hành dữ dội, các nhà quản lý bóng đá thế giới cũng như ở từng cửa châu lục bên cạnh nỗ lực duy trì các giải đấu là cố gắng tìm cách đưa khán giả trở lại sân vận động một cách nhanh chóng nhất có thể để trả lại cho bóng đá sức sống sôi động thực sự của nó. Điều đó đã nói lên phần nào vị trí không hề nhỏ của khán giả nói chung và những cổ động viên trong thế giới bóng đá. Chương trình hôm nay cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, chúng ta bàn về xung quanh vai trò của cổ động viên trong bóng đá hiện đại. Vai trò này đang bị đại dịch COVID-19 làm thay đổi. Xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Thưa ông, đại dịch COVID kéo dài đang làm thay đổi cái diện mạo và các mối quan hệ trong bóng đá, luôn được coi là môn thể thao vua và thu hút người hâm mộ đông đảo nhất so với các môn thể thao khác. Trong số người hâm mộ thì có một cái thành phần không thể thiếu được, đó là các cổ động viên, một nhân tố quan trọng trong đời sống bóng đá. Thể hiểu là giờ đây bóng đá là không thể thiếu được cái thành phần này. Chúng ta khi đề cập đến cái gọi là cổ động viên hay là ủng hộ viên, một cái thành phần mà không thể thiếu được trong thể thao nói chung và đặc biệt là đối với là cái môn bóng đá mà chúng ta nói là bóng đá chuyên nghiệp, là bóng đá của thương hiệu, bóng đá đã được toàn cầu hóa, tức là nó đã quốc tế hóa. Từ cái chủ nhân của các câu lạc bộ cho đến các huấn luyện viên cũng là các huấn luyện viên ngoại, hay là các cầu thủ cũng là các cầu thủ đến từ các nước khác nhau, các nhà tài trợ từ khắp nơi. Cái người cổ động viên hay là ủng hộ viên, khán giả mà có mặt ở trên sân cũng có mang tính chất mà nó quốc tế hóa. Cái thành phần đó đó nó tạo nên cái thương hiệu của bóng đá chuyên nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng là nạn dịch này ảnh hưởng đến cái đối tượng lớn là cái người khán giả không thể đến sân được. Và nó làm mất đi một cái yếu tố mà chúng ta thấy là cái thành phần, cái sức mạnh của một cái câu lạc bộ kia chơi theo cái thể thức sân nhà, sân đối phương đó, mà họ lại không có một cái thành trì, tức là người ta hay nói là cầu thủ thứ 12 trên sân đó, thì rõ ràng rằng là nó là một cái sự thiếu thốn mà rất là đáng tiếc. Cái không khí đó, đó nó không có thì nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là hụt hẫng. Cái việc mà không có khán giả đó, nó cũng ảnh hưởng đến cái thương hiệu. Thứ nhất là mặc dù rằng là các trận đấu vẫn được truyền trực tiếp trên truyền hình và cái số lượng người hâm mộ trên truyền hình đó thì nó cũng không thuốc chút giảm, tức là gọi là các fan club thì vẫn giữ và những người họ theo dõi trên truyền hình thì vẫn có, nhưng mà vì không có một cái số lượng khán giả đến sân đó, cho nên cái nó ảnh hưởng đến ba cái phương diện. Thứ nhất là về mặt kinh tế, những cái thu nhập của những cái đội bóng lớn nó chiếm từ cái tỷ trọng từ khoảng 12-25% trong cái tổng doanh thu của các câu lạc bộ thì họ mất đi cái khoản đó. Cái thứ hai nữa đó, vì các cổ động viên họ không đến sân, cho nên là cái việc mà mua các cái sản phẩm của các câu lạc bộ, tức là từ cái áo nón, cái xăng đến các cái huy hiệu rồi đến túi rồi gì đó vân vân, nó cũng ảnh hưởng. Thì cái giá trị về thương mại nó cũng có sụt giảm một phần. Rồi cái thứ ba nữa đó, bóng đá hay ở cái chỗ kịch tính, nó hay ở cái chỗ tức là những cái tình huống và luôn luôn có cái sự hỗ trợ của cái cổ động viên ở trên sân. Khi họ hò hét, khi họ giận dữ, khi họ cổ vũ, không có còn những cái tiếng đó nữa,
cho nên cái không khí nó cũng có phần sụt giảm. Cổ động viên họ có cái quan hệ gắn liền với bóng đá, đặc biệt là ở những làng bóng đá hiện đại như châu Âu thì cổ động viên còn có một cái mối quan hệ đặc biệt với câu lạc bộ. Như lúc nãy tôi có nói đến vấn đề ảnh hưởng và vấn đề kinh tế thì rõ ràng là cái thương hiệu của câu lạc bộ đó là nó có một cái phần đóng góp rất lớn của các cổ động viên. Trên thế giới đó, cách xây dựng các câu lạc bộ nó có nhiều kiểu, nhưng mà có hai kiểu tiêu biểu. Hai kiểu tiêu biểu đó là tức là có những câu lạc bộ thì cái người chủ câu lạc bộ đó là họ bỏ cái kinh phí ra hoàn toàn, các cổ động viên chỉ là thành phần để tham dự vào với tư cách là các cái fan club và các membership ở các cái câu lạc bộ, chứ không có tham gia vào cái quyền quản trị hoặc là có cái tính chất là bầu cái vị trí của cái người chủ tịch câu lạc bộ. Nhưng mà cái phương thức thứ hai đó thì ở bên Tây Ban Nha, rồi bên Đức và thậm chí một vài câu lạc bộ ở bên Pháp đó, thì cũng có cái cách cấu tạo như vậy. Có nghĩa là họ có thể bỏ cái vốn vào để hình thành cái cổ đông của câu lạc bộ. Và ví dụ như bên Đức thì họ giữ cái gọi là cái nguyên tắc là 50+1. Có nghĩa là các cái nhà đầu tư thì có thể đầu tư cho đến 50% thấp. Điều đó là nó tạo nên một cái tâm lý tình cảm của các cái cổ động viên, những cái người mà tạo nên cái sức mạnh của câu lạc bộ. Cho nên nó gắn liền với câu lạc bộ và đó chính là cái đặc trưng của bóng đá. Thì khán giả đến sân đó là vì họ yêu câu lạc bộ, yêu cầu thủ, yêu huấn luyện viên, yêu cái lối chơi đẹp, vì cái sự cống hiến. Nhưng mặt khác đó, họ cũng tạo nên một cái niềm tự hào, đặc biệt là với lại cái quê hương, với xứ sở của cái câu lạc bộ đó, và tạo nên cái tên tuổi. Cho nên là cái đó chính là màu cờ sắc áo. Chúng ta đã từng thấy là ví dụ người ta thích ở Paris Saint-Germain, thích Neymar chẳng hạn, thì chúng ta có thể thấy một cái trận đấu của Paris Saint-Germain ở trên khán đài đó, có đến hàng nghìn, hàng chục nghìn các cổ động viên mặc áo được mang tên Neymar. Có những người là họ đi theo với câu lạc bộ ở như Manchester, họ đã từng vinh danh cổ động viên có đến cái truyền thống là đi theo câu lạc bộ và trở thành là thành viên câu lạc bộ đến nhiều chục năm, và họ được vinh danh, họ được bầu chọn cho hàng năm, tức là đó là cổ động viên gọi là tiêu biểu nhất của cái câu lạc bộ của mình, thì đó là niềm tự hào. Cho nên cái chuyện mà gắn bó đó đó thì hầu như tất cả các câu lạc bộ họ đều chú tâm. Và đặc biệt là chúng ta thấy ví dụ Manchester United, từ khi mà ông Alex Ferguson ông không còn là huấn luyện viên nữa thì Manchester United mất cái danh hiệu vô địch, từ đó đến nay là đã 6 mùa giải. Vậy mà ở tại cái giải ngoại hạng Anh á, Manchester United vẫn là câu lạc bộ có cái tên cúp nhiều nhất đến 24 quốc gia ở trên thế giới, và đồng thời tức là được sự hâm mộ nhiều nhất. Thì đó cũng là một cái hình ảnh mà nó tạo thành cái thương hiệu mà chúng ta nói là toàn cầu hóa của các câu lạc bộ bóng đá lớn, hay là các cái câu lạc bộ của Tây Ban Nha. Hai câu lạc bộ là Real Madrid là dẫn đầu và đến Barcelona, họ có đến 180 triệu những cổ động viên trên toàn thế giới. Dạ vâng ạ, với những cái tình cảm và cái sự gắn bó của các cổ động viên đối với các câu lạc bộ như vậy thì giờ đây khi không được đến sân cỏ để cổ vũ cho các đội bóng mình yêu thích thì quả thực sự đấy là một cái sự thiệt thòi cho các cổ động viên rất nhiều. Cái điều đó đó, đó là cái trăn trở của tất cả những cái nhà quản lý bóng đá ở cái cấp đặc biệt và đối với các câu lạc bộ, thì cái điều đó là họ rất trăn trở vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến vừa kinh tế, vừa tâm lý, tình cảm, vừa là sức mạnh, vừa là niềm tự hào. Bóng đá không thể diễn ra trên cái sân cấp. Mỗi một cái lần mà câu lạc bộ họ phạm vào một cái điều gì mà vừa bị cấm kỵ đó, để họ thi đấu trên cái sân trung lập hoặc là không, cái sân không có khán giả, thì đó là một cái điều mà rất cảm thấy rất là ê chề và cảm thấy rất là thất vọng. Bởi vì khi mình trình diễn một cái lối chơi đẹp, các cầu thủ muốn cống hiến mà họ lại không nghe được cái tiếng cổ vũ, không biết có những cái ánh mắt theo dõi họ, không có những cái tiếng hò hét, thì đó cũng là làm giảm nghệ khí cho các cái cầu thủ rất là nhiều. Xin cảm ơn chuyên gia Hùng Nói Trần Văn Mui. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.